phát huy vai trò của doanh nghiệp tại địa phương trên địa bàn thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải An đã tổ chức ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp kết nối tiêu thụ sản phẩm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo thông tư về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Hải Phòng tăng cường chăm sóc và đảm bảo chế độ với người cao tuổi, cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 12 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp quận, vừa qua, quận Hải An đã tổ chức tiếp xúc gặp mặt đại diện các doanh nhân trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp quận Hải An thời gian qua. Hiện nay trên địa bàn quận có hơn 100 doanh nghiệp tham gia sinh hoạt. Các doanh nghiệp, doanh nhân tích cực thể hiện vai trò trách nhiệm đối với địa phương trong việc huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của quận, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách. Đồng thời, các doanh nghiệp cùng chung tay với địa phương thực hiện nhiều chương trình xóa nghèo trên địa bàn, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, các thành viên trong Hiệp hội Doanh nghiệp quận luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy được nội lực, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tại buổi tiếp xúc, quận Hải An đã tặng giấy khen cho 25 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quận. Với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn ở Hải Phòng, đó là triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP. Qua 5 năm triển khai, từ năm 2018 đến năm 2023, các sản phẩm OCOP đã cơ bản phát huy được giá trị sản xuất, lợi thế của mỗi địa phương, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đến nay, thành phố Hải Phòng đã có 184 sản phẩm OCOP. Trong đó, riêng giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 có 174 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP. Cùng với việc chú trọng phát triển sản phẩm OCOP mới, Hải Phòng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy quảng bá thương hiệu, tạo cơ hội cho các sản phẩm OCOP vươn xa. Việc quảng bá, xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử được xem là giải pháp mang tính chiến lược để mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua hệ thống các sàn thương mại điện tử không chỉ giúp đơn vị, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn giúp người dân tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian trên kênh phân phối mới hiện đại và bền vững. Nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm, biểu dương ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh những sản phẩm hàng hóa có chất lượng được phụ nữ tin dùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hải An đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu việc làm, an sinh xã hội năm 2023. Với gần 30 gian hàng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường có 8 bàn trưng bày, còn lại là của các doanh nghiệp trưng bày giới thiệu quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do phụ nữ tham gia sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm hàng hóa đều có uy tín, chất lượng, độc đáo, sáng tạo, mang thương hiệu địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong quận. Khi tham gia hội chợ đấy thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội để phụ nữ phường Đông Hải 2 chúng tôi giao lưu với lại tất cả các phụ nữ của các phường trên quận, toàn quận và cũng là trong thành phố. Nên để giới thiệu cái sản phẩm mình và cái tay nghề của chị em phụ nữ phường Đông Hải 2 này lên ạ. Tại ngày hội, nhân dân không chỉ được mua sắm các đặc sản của địa phương mà còn được giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý sản xuất kinh doanh, phân phối tiêu thụ sản phẩm và vận động kết nối nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình do phụ nữ tham gia quản lý. Thông qua ngày hội, góp phần vận động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động đảm bảo, thiết thực, hiệu quả, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, kết nối tín dụng, tiêu thụ sản phẩm. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho 20 trẻ em mồ côi trên địa bàn quận. Để triển khai thực hiện chuyển đổi số, thành phố Hải Phòng đã tập trung phát triển nền tảng số, hạ tầng số và dữ liệu số. Trong đó, phát triển nền tảng số 9 tháng qua tăng 2,23% so với cùng kỳ năm trước. Phát triển nền tảng số thành phố đã hoàn thành triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống thông tin quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu, đăng ký doanh nghiệp. Việc phát triển nền tảng số đã góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, kết nối nền tảng thanh toán quốc gia. Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu thành phố 9 tháng qua thực hiện hơn 50 triệu lượt giao dịch với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Hộ tịch Tư pháp, Lý lịch Tư pháp, Thanh toán trực tuyến, Liên thông VNPOS tăng 2,23 lần so với cùng kỳ năm trước.
Năm học 2023-2024, 100% các trường tiểu học trên địa bàn Hải Phòng thực hiện chữ ký số. Trong quá trình khảo sát triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với một số trường tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao việc cán bộ quản lý nhà trường nắm chắc văn bản, giáo viên thực hiện tốt. Đầu năm học này, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm tổ chức làm việc, nắm bắt quy chế hoạt động, triển khai kế hoạch năm học tại hai trường chuyên biệt là trường khiếm thính và khiếm thị. Qua nắm bắt thực tế, lãnh đạo sở có định hướng cụ thể đối với các nhà trường. Năm học này, 100% các trường tiểu học đã thực hiện chữ ký số, thực hiện sổ quản lý hồ sơ điện tử với tiểu học, tổ chức tham quan học tập mô hình lớp học thông minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo thông tư về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo đó, học sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở khi hoàn thành chương trình lớp 9, đồng thời không nghỉ học quá 45 buổi trong năm. Dự thảo thông tư này đã bỏ điều khoản về xếp loại giỏi khá trung bình của bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Quy định mới cho biết học sinh được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng, không đề cập xếp loại. Dự thảo thông tư cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo có thể chủ động quyết định số lần xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không quá 2 lần mỗi năm, trong khi quy định hiện hành chỉ cho phép 1 lần vào thời điểm kết thúc năm học. Theo quy định hiện hành, tốt nghiệp trung học cơ sở tiêu chí bắt buộc để dự thi lớp 10 trung học phổ thông. Tại thời điểm dự thi, nếu chưa có bằng tốt nghiệp, học sinh có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Dự thảo thông tư được lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 2 tháng 12. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không được loại trừ đối tượng tham gia để bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế bổ sung. Trong dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi có bổ sung quy định về bảo hiểm y tế bổ sung, đây là hình thức tự nguyện do người đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh bảo hiểm và đóng phí để hưởng một số gói quyền lợi ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế bắt buộc. Trên cơ sở của luật sẽ có quy định chi tiết về giám sát thực hiện, bảo đảm quyền lợi người tham gia. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không được loại trừ hay từ chối bất cứ ai đủ điều kiện có nhu cầu tham gia. Những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn gắn liền với chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố Hải Phòng. Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố có số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao. Hiện nay, với nhiều chính sách quan tâm đến người cao tuổi của các cấp chính quyền, trên địa bàn thành phố hiện có 70% người cao tuổi được tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, chăm sóc tại gia đình và cộng đồng, 50% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1 lần trên 1 năm, và hơn 94% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, tất cả nhằm chăm sóc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi. 1 tuần 2 buổi chị em tham gia đi là câu chuyện câu trò là phấn khởi, vui vẻ, sức khỏe là khỏe lên, chân tay không đau xương cốt nữa mà tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tập luyện thể dục, phòng tránh bệnh tuổi già thông qua các câu lạc bộ sức khỏe chỉ là một trong các hoạt động của các tổ chức các cấp chính quyền lập ra để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Trong thời gian này, nhiều địa phương cũng triển khai các hoạt động chăm sóc, tư vấn và khám bệnh cho người cao tuổi. Hàng năm thì Ủy ban huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai công tác khám quản lý sức khỏe cho người cao tuổi. Phòng thế căn cứ vào kế hoạch của thành phố cũng như của huyện thì cũng đã chỉ đạo hội hành nghề dược tư nhân của huyện Thủy Nguyên huy động nhân lực, vật lực và các trang thiết bị y tế để tổ chức đợt thăm khám sức khỏe rồi thì tặng quà cấp thuốc điều trị miễn phí cho các cụ người cao tuổi. Sự quan tâm, chăm lo kịp thời của gia đình, xã hội về sức khỏe đối với người cao tuổi không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ mà còn tạo động lực quan trọng để người cao tuổi phát huy vai trò của mình trên các lĩnh vực. Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan vừa họp lấy ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng kế hoạch phối hợp tổ chức lễ phát động và giải chạy dành cho học sinh, sinh viên ASRAE 2023, giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc. Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên ASRAE 2023 tổ chức tại thành phố Hải Phòng quy tụ đông đảo học sinh, sinh viên thuộc các khối giáo dục phổ thông và giáo dục cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố tham gia. Được triển khai với 2 nội dung, tham dự thi đấu và tham dự chạy phát động. Trong đó, ở nội dung thi đấu, dự kiến có khoảng 3.000 đến 3.500 học sinh, sinh viên tham gia thi đấu. Nội dung tham dự chạy phát động có khoảng 1.200 người tham gia, bao gồm học sinh tiểu học sinh lớp 6, 7, cha mẹ học sinh và các thầy cô giáo. Giải chạy này sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 tới với cung đường thi đấu là các tuyến phố khu vực giải trung tâm. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của bản tin Hải Phòng hôm nay 12 tháng 10 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.